Con chắc hẳn là một phần tuổi thơ của không biết bao nhiêu thế hệ tại Việt Nam. Đó không chỉ là một series truyện tranh bất hủ của cả thế giới, mà đối với những thế hệ 8X, 9X, rồi cho tới tận ngày nay, nó vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định trong tim của những độc giả yêu Doraemon. Không chỉ dừng lại ở đó, series phim hoạt hình Doraemon đã được tạo ra không làm mất đi những nét thú vị và hài hước thường có trong các tập truyện tranh, mà nó còn mang những vẻ đẹp về tình bạn, tình người, lấy đi biết bao nhiêu nước mắt người xem. Sau đây, video này sẽ cho các bạn hay những tập phim Doraemon cảm động nhất. Doraemon tập 185, một ngày dài của Doraemon. Một ngày dài của Doraemon được nhiều độc giả ở mọi lứa tuổi bình chọn là tập phim cảm động và đáng xem nhất. Tên tội phạm robot khét tiếng cực kỳ nguy hiểm, Gencha, vừa thực hiện xong một phi vụ cướp ngân hàng nhưng lại không thoát khỏi vòng vây của cảnh sát tương lai. Bởi vậy, hắn đã bị bắn trọng thương và hỏng hóc nhiều chỗ, được đưa vào bệnh viện robot để chữa trị. Còn về phần Doraemon lại vừa cãi nhau với Nobita về vấn đề muôn thuở, đó chính là bánh rán. Nhưng cũng nhân cơ hội này mà Nobita nhờ Doremi, em gái Doraemon, đưa Doraemon đi đâu xa một chút để mình có thể tự do, bí mật làm quà sinh nhật cho Doraemon. Doremi năn nỉ Doraemon nhân dịp này vào viện kiểm tra sức khỏe định kỳ và thật trùng hợp, phòng bệnh mà Doraemon nằm cũng chính là nơi điều trị của tên tội phạm robot khét tiếng Gencha kia. Nhờ sợi dây hoán đổi bị lộ ra khỏi túi thần kỳ mà trong lúc sơ suất của các y tá, tên Gencha tinh khôn ấy đã hoán đổi linh hồn mình với Doraemon. Vậy là Gencha trong thân hình Doraemon và ngược lại, Doraemon lại trong thân hình tội phạm bị truy lùng. Gencha sau khi ở dưới dạng Doraemon liền quay trở về thế kỷ 20 với Nobita, hòng để trốn tội. Ở đây, sau khi được sống lại những giây phút yên bình, hòa mình với thiên nhiên, cùng việc có được tình bạn với Nobita, chuyên môn bóng chày yêu thích, tên tội phạm ấy dường như được cảm hóa và muốn sống một cuộc sống như vậy. Về phần Doraemon đang dưới lốt Gencha, cậu luôn bị truy lùng và buộc phải trốn chui trốn lủi để tới nhà Sewashi, chắt Nobita để tìm sự giúp đỡ nhưng vô ích. Vì dưới hình dạng tội phạm, cậu khiến ai cũng phải sợ hãi dù đã tìm đủ cách để ra hiệu mình là Doraemon. Biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu lần bị giật điện, bị phát hiện và bị bao vây, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng đứng vững để trở lại Doraemon trước kia cũng như là để làm bạn với Nobita. Điều cảm động nhất là dù có trong hoàn cảnh gấp rút, cậu vẫn tìm được một viên hồng ngọc mà Nobita đang cần rồi nhớ về Nobita. Tình bạn đẹp đẽ cao thượng ấy đã chiến thắng tất cả. Để vào trong những phút giây cuối cùng của Doraemon, Nobita đã nhận ra rằng chính điều này đã làm trái tim của Gencha dường như xúc động rất mạnh mẽ vì thứ hắn muốn có nhất chính là tình cảm yêu thương. Giờ đây, Gencha đã nhận ra được mục đích thực sự của cuộc sống, chấp nhận trở về hình dáng cũ và bắt đầu một cuộc sống mới sau khi nhận được một bài học giá trị từ đôi bạn Nobita và Doraemon. Doraemon tập 164. Đêm ở đường sắt Ngân Hà là một trong những tập phim ngắn cảm động nhất. Đêm ở đường sắt Ngân Hà là một trong những chuyến đi đầy kỷ niệm gây xúc cảm của nhóm bạn Nobita và Chien, Suniel, Shizuka và Doraemon. Đồng thời, nó cũng mang lại nhiều bài học ý nghĩa cho người xem, nhất là về lòng tốt bụng và tình bạn đẹp đẽ tuyệt vời của nhóm bạn này. Câu chuyện bắt đầu khi Suniel theo tình cũ mà lại khoe khoang rằng mình sẽ được đi tàu du lịch hạng sang. Điều này khiến cho Nobita thật ghen tị và về lại khóc lóc với Doraemon. Nobita tình cờ nhận được tấm vé đi tàu tốc hành Ngân Hà mà Doraemon đánh rơi và tham gia chuyến đi cùng với sự chứng kiến của Shizuka, Chien và Suniel. Cả bốn sau đó đều đã tham gia chuyến hành trình cùng nhau. Trên tàu có một người kiểm vé robot, điều đặc biệt là trên con tàu cũ kỹ ấy, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người nào khác ngoài nhóm bạn Nobita và robot kia. Thấy lạ, đồng thời điện chập chờn ra tàu quá cũ, cả nhóm đều thấy sợ và hỏi người kiểm vé. Thì ra, từ khi xuất hiện cái đó, mọi người đều không dùng loại tàu hỏa này nữa và chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng. Trên đường về, một sự cố xảy ra khi Suniel và Chien cố tình nghịch ngợm và rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc khi toa tàu của họ dừng lại và chuẩn bị đâm bởi một con tàu điện hạng sang khác. Đúng lúc ấy, do đã nhận ra Nobita đã lấy chiếc vé của mình, Doraemon xuất hiện thật kịp lúc và kịp thời cứu Chien và Suniel. Tưởng rằng sau khi thoát nạn, cả nhóm có thể về nhà an bình. Nhưng không, một trận bão thiên thạch đã diễn ra. Một lúc dữ dội, con tàu hạng sang vừa rồi bị gặp tai nạn. Cả nhóm Nobita đã quyết định đến cứu những hành khách trên con tàu ấy, mặc cho nguy hiểm tính mạng. Và rồi, cuộc di tản đã hoàn thành với cảnh tượng nổ bùng của con tàu xấu số. Thế nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó. Một viên thiên thạch cực kỳ lớn đang nhắm trúng con tàu Saburo. Nếu thoát qua tình huống này, tất cả sẽ được an toàn, nhưng nếu không thì chắc chắn sẽ nguy lớn. Muốn vậy, viên thiên thạch kia phải được bắn trúng tâm bởi một phát súng thần công được cất ở trong ống khóa con tàu. Và Nobita, người tài môn bắn súng nhất được giao cho trọng trách này. Rồi cậu đã thành công trong tiếng hò reo của tất cả mọi người. Chuyến đi đã kết thúc, một chuyến đi đầy kỷ niệm của tất cả mọi người những ai tham gia và cũng là chuyến đi vĩ đại nhất mà con tàu Saburo thực hiện được, như là một dấu chấm huy hoàng cho cuộc đời Saburo để mãi mãi không ai quên được nó, cho dù từ nay về sau, chuyến tàu này như thế sẽ không bao giờ được thực hiện lại nữa. Doraemon tập 62. Nobita tạm biệt nha, Doraemon trở về tương lai. Doraemon tập 6 bộ truyện tranh ngắn như một ngày bình thường. Nobita bị Chien to con đánh đuổi và cậu lao về nhà định khóc lóc vò vĩnh Doraemon cho mượn bảo bối để đánh bại Chien. Nhưng hôm nay thật lạ khi Doraemon không trả thù giúp Nobita như mọi khi mà lại muốn Nobita tự giải quyết. Sau đó lại bất chợt trở nên buồn
Nobita thấy lạ liền hỏi và nhận được câu trả lời rằng Doraemon phải trở về tương lai, nhưng không phải như mọi lần, đi một chút rồi về, mà lần này là đi mãi mãi, bước ra khỏi cuộc đời của Nobita. Nobita sau khi biết tin liền khóc lóc nức nở như mưa. Để tạm biệt Doraemon, cả nhà Nobita đã có một bữa tiệc thịnh soạn để đãi cậu, cùng với món khoái khẩu của Doraemon chính là bánh rán và kèm theo lời cảm ơn chân thành từ ba mẹ Nobita. Đêm khuya đã buông xuống, một đêm trăng đẹp, đôi bạn không thể nào ngủ được và Nobita đã chợt nhớ ra một việc có thể làm Doraemon an tâm về mình. Vậy là cậu rủ Doraemon đi bộ. Nobita đã thách đấu tay đôi với trai En và tìm mọi cách kiên cường để giành chiến thắng, để chứng minh cho Doraemon rằng dù không có sự giúp đỡ của cậu bên cạnh, Nobita vẫn tiếp tục sống tốt. Còn Doraemon không biết Nobita đang đánh nhau nên chạy khắp trốn để tìm cậu và cuối cùng đã thấy Nobita đang đánh thắng trai En cho dù biết bao thương tích trên người. Doraemon bồi thuốc cho Nobita và nhìn cậu đi vào giấc ngủ. Lúc trời sáng, khi Nobita dậy thì đã thấy Doraemon đi rồi, để lại một món bảo bối là thuốc nói dối. Khi ai uống thuốc này thì mọi điều nói ra sẽ xảy ra ngược lại. Sau khi Doraemon đi, Nobita không mạnh mẽ như tối trước mà lại buồn rầu tất thểu và cậu đã rất vui mừng rỡ khi được trai En và Sunil cho biết Doraemon đã trở lại. Nhưng rồi Nobita lại nhận ra đó là điều nói dối khi hôm ấy là cả tháng 4. Cậu đã rất thất vọng và đau xót khi biết sự thật. Và rồi mong muốn trả đũa của mình đã khiến Nobita uống lậu thuốc bảo bối kia và đùa lại trai En cùng Sunil một phố thật đau. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, khi Nobita lại buồn khi nghĩ tới việc thiếu mất Doraemon và cậu vô tình đã khẳng định với mẹ là Doraemon không thể trở về được nữa, mãi mãi là như vậy. Nhưng bất ngờ trước kia, Doraemon bằng sắt bằng thép đang đứng trước mặt cậu. Thì ra, lời nói của cậu đã vô tình đi ngược lại do tác dụng của thuốc nói dối. Vậy là Doraemon đã trở về, cả hai lại thề sẽ sống cùng nhau suốt cuộc đời này. Bộ phim cảm động đã tạo nên một tình bạn thật đẹp giữa Doraemon và Nobita, làm cho biết bao nhiêu tâm hồn của người xem phải thổn thức. Doraemon kỷ niệm về bà. Được công chiếu từ năm 2000, dựa theo nguyên tác truyện ngắn Doraemon của họa sĩ Fujiko Fujio, dù đã khá lâu đời, nhưng Doraemon kỷ niệm về bà vẫn luôn là một trong số những tập phim Doraemon lấy đi nhiều nước mắt của người xem nhất vì tính nhân văn cảm động của nó mang lại. Vào một buổi sáng đẹp trời, trong lúc đang cùng Doraemon phụ mẹ dọn nhà kho, thì Nobita bất chợt tìm thấy con gấu bông Kuma. Con gấu là món quà của bà nội tặng cho cậu khi cậu còn bé. Nhìn vào Kuma, biết bao nhiêu ký ức về bà lại ùa về trong lòng Nobita và cậu quyết định sẽ quay trở về quá khứ để nhìn bà thêm một lần nữa. Trong quá khứ, cậu đã gặp mẹ thời trẻ và bị phát hiện. Rồi cậu trả thù trai En và Sunil nhỏ hồi ấy đã cướp kẹo của cậu và đồng thời cũng gặp Shizuka nhỏ giúp đỡ Nobita. Nhưng lúc này, cậu cũng nhìn thấy được bà từ xa, nhưng Nobita cũng lại nhìn thấy mình hồi nhỏ quá vô tâm và vô lý với bà. Điều này làm cậu đau lòng và hối hận. Rồi cậu lại thấy bà nội cõng mình đi mua chú gấu bông Kuma, nhưng ngay sau đó lại bị mình ném rách nó vì bà không thể mua pháo bông cho cậu. Điều này làm cho Nobita hiện tại vô cùng buồn vì những gì mình đã làm với bà nội và cậu nhặt Kuma lên. Nhưng lúc này Sunil và trai En nhỏ đã phát hiện và xung phong đồng lòng đòi lại Kuma cho Nobita nhỏ. Chính điều này làm Nobita cảm động và thấy Sunil và trai En là những người bạn thật tốt. Nobita quyết định trở lại ngôi nhà quá khứ để trả lại Kuma, nhưng tiếp tục bị Nobita nhỏ của mẹ phát hiện và nghi ngờ. Cuống quá cậu đã chạy trốn vào phòng của bà và bà đã bao che cho cậu. Cậu đã thổ lộ rằng cậu chính là Nobita ở tương lai và bà nội cũng tin cậu vì có lẽ bà đã nhận ra từ trước rồi. Nobita xin lỗi bà và khoác cặp cho bà xem theo đúng nguyện vọng của bà nội. Sau khi trở về hiện tại, Nobita đã thấy mẹ và lành chú gấu bông Kuma kia làm cho Nobita rất vui và hạnh phúc. Ngày tái sinh cảm động của Doraemon. Ngày tái sinh cảm động của Doraemon là tên của tập 102 trong series phim hoạt hình Doraemon. Đồng thời, nó cũng thuộc series tập đặc biệt, mỗi năm chiếu một lần vào ngày kỷ niệm sinh nhật Doraemon, mùng 3 tháng 9. Doraemon tập 102 là một tập phim ngắn kể về lần sinh ra lần nữa của Doraemon. Câu chuyện bắt đầu khi Doraemon đang trở về thế giới tương lai, gặp lại cậu bạn robot Doraemon khác, tài giỏi hơn mình và thành công hơn mình. Vì vậy, Doraemon cảm thấy thật buồn vì mình không hoàn hảo như cậu bạn kia. Ngay lúc ấy, Doraemon bị một người đàn ông lạ bắt cóc mà không hề biết lý do, ngay trong phạm vi nhà máy sản xuất robot Matsushiba. Trong khi đó thì Nobita đang ngồi chơi với nhóm bạn trai En, Sunil và Shizuka thì bất ngờ Doremi cùng Shiwashi liền rơi từ cỗ máy thời gian xuống và thông báo cho cậu biết về vụ mất tích bí ẩn của Doraemon. Sau khi biết tin thì mọi người quyết tâm đi đến thế giới tương lai để tìm Doraemon. Cũng chính từ lúc này mà một số điều thú vị về lần Doraemon được ra đời được Nobita kể lại. Trong quá trình truyền băng truyền thì một tia sét đã đánh trúng Doraemon, làm cậu bị rơi mất một con ốc quan trọng và đó chính là nguyên nhân khiến cậu vụng về và chậm chạp so với những người bạn robot khác. Để tìm được Doraemon, cả nhóm bạn đã rất vất vả. Với sự giúp đỡ của Doraemon và một cô bạn robot mèo khác, bạn học của Doraemon nên tất cả đã vượt qua, kể cả việc bắt chọn ổ bắt cóc robot xôn xao mấy ngày gần đó, nhưng vẫn không tìm ra được Doraemon. Vậy là theo sự suy luận của hai người bạn Doraemon, họ khẳng định chỉ Matsushiba mới là nơi đang giam giữ Doraemon. Và thế là với tình bạn cao đẹp, họ lại tiếp tục lên đường để tìm về Doraemon. Trong khi ấy, Doraemon lại đang được kiểm tra sát sao về cơ thể của mình và vị sáng chế robot đẳng cấp vũ trụ kia đang chuẩn bị tái thiết lập cho cậu một cuộc sống mới để hoàn thiện Doraemon trở nên hoàn hảo như nhiều chú robot khác.
Tuy nhiên, Doraemon, dù từng bị ba buồn bã và tự ti khi chỉ mới là robot hạng 2 và cậu đang nắm trong tay cơ hội được biến đổi cuộc sống của mình trở nên hoàn hảo, nhưng cậu lại không hề vui vẻ mà chỉ thấy toàn tiếc nuối. Tiếc nuối những ngày tháng ở bên Nobita với những kỷ niệm đẹp đẽ đã từng trải qua. Ấy vậy nên cậu không đồng ý mặc cho sự quyết liệt của vị tiến sĩ kia. Vào giây phút cuối cùng khi mà Doraemon chuẩn bị cận kề được tái tạo thì Nobita xuất hiện. Cả hai đã tâm sự với nhau, chính tình cảm bạn bè giữa họ đã gây cảm động cho vị tiến sĩ chế tạo robot này và ông đồng ý không tái sinh lại Doraemon nữa vì Doraemon đã mang trong mình một con ốc quý giá nhất, đó chính là tình bạn và tình cảm. Bạn có biết hết những tập phim cảm động này hay không? Bạn có biết những tập phim cảm động nào của Doraemon nữa thì hãy bình luận xuống phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời. Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nhé. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.